Hello everyone, hôm nay mình sẽ chơi tám tự game nhé, cùng mình khám phá nào, let's go. Nào, xong thành phố nào. Mình sẽ đặt nào. Yeah. Ok. Cái này. Nhà đẹp luôn. Bọn này phá một thằng. Hết tiền rồi. Ok. Mình sẽ đặt cái gì hết ở đây nhỉ. Đâu luôn. Mình sẽ thế giới luôn. Yeah, hiệu băng tuyết này. Sao? Ui, các bạn này. Bùm. Hơi chân nha. Yeah. Có gì đấy mình tuyệt quá. Thôi lại nhảy. Cái này đi. 6 tiền. Không hết luôn. Chết đi. Vẫn tên này. Những tên này phải chết hết. Bay bùm. Ui con nít nha. Nothing worse. Nhìn tên này 5 mét chưa. Mày quá không sao. Chị sáng rồi. Đều xanh rồi. Đánh cá. Có cái mùi xuân đấy rồi. Đánh cả. Đánh mình á. Được. Này chắc mình chơi bất tử mất ra rồi. Nên là mình mới chết ra. Không thể chết được đấy.
ghi được một cây số này. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Long Lick Run. Khi nào? Mình sẽ làm con hươu cao cổ. Yeah. Đó. Oh, lâu. Trời ơi, mình treo bằng cổ luôn này. Trời đất. Không biết giờ mình có cao hơn con gì nhỉ. Thôi. Sorry. Trời ơi, lâu chưa lọt lon quá. Chắc mình chỉ hưu khở hơn con này. Đúng không? Con nhân sư. Ok. Let's go. Rồi xem mình sẽ cố. Ok, lé cái này nhé. Wow. Yeah, mình mất một hồi. Ảo thật đi. Mình thì màu cho cam nhỉ. Mất một cái rồi. Xem mình cao bao nhiêu nào. Wow, hơn con này luôn. Hơn con nhân này luôn. Hơn này luôn. Tôi sẽ bị mở được cái này nha. Sẽ làm một cái gì nào. Chẳng một cái gì cả. Không mua được cái gì các cậu ạ. Đây nha. Sao lịch mấy nhỉ? Thích lắm nha. Mình sẽ là khổng lồ xanh. Xanh. Mình thấy khổng lồ trắng. Xanh màu ocean. Xanh ocean. Xanh của ocean. Xanh ocean. Tí là mình nhầm ấy. Mình đang màu cam mà. Wow. Xem mình cao như này nhá. Yeah. 310 vẫn không cao bằng con kia rồi. Cái này hơn. Cái này cũng hơn. Cái này hơn. Cái này vẫn thua. Thăm pizza ở đâu. Ok nha. Mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Sao lại xuống này được ta? Bỏ qua đi.
Oh my God. Quá đỉnh cao. Gì vậy? Có gì vậy? Trời ơi, còn 29 giây nữa thôi. Không sao, mình sẽ lại nha. Cái tí nhỏ. Trời ơi, thế thì ai mà đỡ được. Thế thứ nào, à, hắn đến, hắn đến. Giết hắn. Dám đánh ta. Ok. Đi nào. Đi. Đi nào. Ok. Em 16. Ủa? Zombie à? Ngoài đây có gì lạ ta? Ok. Ok. Cái này là quá đơn giản đúng không? Cháu xin bác.
Đấy, kiểu gì ta? Khóc, lóc. Ok nha. Bây giờ mình sẽ cho Squid Game. Rất là sợ quá. Đi nào. Ha ha. Ôi. Yeah, okay. Yeah. Ok nha, bây giờ mình sẽ chuyển sang trò tiếp theo nhé. Let's go. Hey, hey, mình chạy zig zag luôn. Để mình về tiếp nào. Tiếp nào. Wow, cái ô này. Uầy, cố lên nào. Cố lên, cố lên bạn ơi. Mãi bên nhau bạn nhé. Chê. Bánh bì à? Uầy, mạnh quá. Cần vài à? Wow, ui, mình bắn vào 3 viên này kìa. Viên này mạnh quá. Ok. Sorry, 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 sorry.
chết cái con này rồi. Ok nha, một này. Thôi, không chơi nữa. Xoay trò này đi. Mình được một con chưa? Yeah, mình được con chưa nhá. Con này á, mình muốn mua con ra mua trứng này. Wow, mình mua thêm con trứng nữa à. Anh con này á, một con nữa nha. Ui. Yeah. Một con nào. Ui, một con khủng long luôn. Ui, con này thôi bỏ qua đi. Yeah. Có ăn được con khủng long nữa nhỉ. Ui, thì cái con này. Yeah. Kết hợp của kiểu gì? Ok, mình sẽ cố gắng mở một con chim này nhé để kết hợp nhé. Đó, không được à? Đó, không được các bạn. Thôi ok, mình quay lại đi. Nét đâu nè. Mình hai con chim nha. Tăng tăng tăng. Yeah, mình có tấm năng rồi. Boom 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 boom. Ăn luôn. Không kìa. Chết rồi. Trời ơi, hai đen nhìn nổi quá. Ôi.
Nhìn đây. Ui cô à. Ok. Why? Wow. Ủa thôi, chết rồi. Oh. No. Chết, ít quá. Chê. Ok, bây giờ mình xem trò tiếp theo nhé. Trò này đi. Chứ hệ phóng điện à. Go. Ok, mình sẽ còn khói này. Lấy tiền nào. 5 sao. 5 sao. Đấm hết khói hết nhỉ. Ok, mọi người đầu tiên. Tiếp theo. Ồ. Chờ, chờ, ở đâu rồi? Này, náo chúng tôi à.
Bánh thêm nữa à? Ok. Rồi. Đi nào em. Ôi, chìa khóa đâu ra? Chìa khóa đâu ta? Bọn ra hai thằng này. Bot này. Chọn cái hộp cái này nha, nó vừa lần luôn. Kết thúc trò chơi tại đây nhé.